Xin chào quý vị và các bạn. Tôi quay trở lại để tổng kết cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đấy thì kịch bản của cái phiên ngày hôm nay nó cũng vẫn như là trong cái dự đoán thôi. Có nghĩa là nó vẫn đang bò dần lên. Tuy nhiên ấy là cái lượng tiền giao dịch ngày hôm nay ấy thì nó lại rất là đẹp. Đấy, nó hơn 21.000 tỷ, 21.500 tỷ. Điều đó có nghĩa rằng ấy là dòng tiền đang đang chảy vào đấy, đang chảy vào đấy, dòng tiền đang chảy vào mạnh đúng không? Nó chưa thực sự mạnh lắm nhưng dòng tiền đang chảy vào. Như thế thì giống như cái kịch bản lúc sáng tôi nói ấy, là nó sẽ bò lên cái 1.420 này ấy, là rất có nhiều khả năng ở trong cái tuần này. Và như cái phiên cuối tuần trước tôi dự đoán ấy, là phiên tuần này thì đã có hai phiên nó đúng rồi, là hai phiên này nó xanh rồi, hy vọng nó sẽ xanh cả tuần thì sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên đấy là các bạn vẫn phải nên cẩn thận cái việc nó điều chỉnh. Đây nó 1 2 3 4 5 phiên tăng liên tục rồi thì có lẽ là nó sẽ có điều chỉnh. Đấy, 1 2 phiên tới điều chỉnh. Đấy, xong có thể sẽ tăng tiếp hoặc là tăng tiếp thì cái đấy chúng ta không biết. Tuy nhiên ấy, là cái việc mà nó làm một chuỗi tăng dài thế này thì nó sẽ có điều chỉnh là bình thường. Đấy, các bạn nhìn tất cả các giai đoạn, kể cả giai đoạn thị trường tăng rất là mạnh. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó lại có phiên điều chỉnh. Đấy, xong lại. Đấy, nó lại có hai phiên điều chỉnh, vân vân nhá. Nó không tăng được mãi đâu. Nó cứ tăng xong nó lại có điều chỉnh. Đấy. Thế thì những cái đoạn điều chỉnh này thì chúng ta làm gì? Chúng ta đánh giá này. Nó điều chỉnh nó như thế này là nó sẽ không sập đâu, nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ đấy, tí nữa chúng ta sẽ đánh giá lại xem là dòng tiền đang ở cái ngành nào đang bị bán, vân vân, thì chúng ta sẽ đánh giá được. Đấy thì ngành nào mà đang có dòng tiền vào thì chúng ta sẽ đợi nó điều chỉnh ấy, thì chúng ta sẽ mua cổ phiếu của ngành đó nhá, mua cổ phiếu ngành đó. Đấy thì cái giai đoạn tăng từ chỗ này lên chỗ này ấy, nếu những bạn nào mà không mua tràn lan, mua những cái cổ phiếu mà nó đạt yêu cầu ở trong cái các cái danh mục mà tôi thường là làm cái clip thì tôi hay cho các bạn cái danh mục đấy, những cổ phiếu thì đều đang lãi và lãi nhiều nhá, đều lãi nhiều, đều lãi được cỡ khoảng từ 15 đến 20%. Tôi lãi được 18% nha, 18% cái khoản tiền đầu tư thôi. Đấy, 18% khoản tiền đầu tư thôi chứ không phải 18% tài khoản đúng không? Đấy thì đang đang lãi cỡ khoảng như thế nhá. Đấy đấy là cái mà tôi chia sẻ, và nó có thể sẽ điều chỉnh ở trong một vài phiên tới không biết được, nhưng biết chắc là nó sẽ không lên theo kiểu thẳng đứng lên đâu. Các bạn xem tất cả các giai đoạn thị trường thì các bạn hình dung ra là nó đều có điều chỉnh hết. Thế những phiên điều chỉnh này này thì nó lại xảy ra cái hiện tượng gì? Đây, chúng ta hình dung ra nhé, những cái phiên điều chỉnh này ấy, thì những cổ phiếu không tốt nó sẽ giảm sâu, nó sẽ giảm sâu, nó chỉ cần rung mạnh thôi là nó giảm sâu. Những cổ phiếu mà đã tăng nóng ở cái giai đoạn trước ấy, mà giai đoạn này nó không tăng, nó đang có dấu hiệu dòng tiền ra thì bị rung là nó sẽ giảm sâu. Đấy, nó giảm sâu, có thể là kết thúc phiên nó không giảm sâu đâu, nhưng mà ở trong trong phiên ấy là nó dao động mạnh. Đấy, nó dao động mạnh, nó dập mạnh, dập mạnh. Đấy, những cái quả nó bán ồ ạt ra, nó dập mạnh xong đó lại đỡ lên để đẩy chỉ số lên, thì những cái tình huống đấy là các bạn sẽ rất là chú ý. Đấy, chú ý. Ví dụ như là HNG chẳng hạn, ví dụ như HNG thì đang vào cái vùng rất là xấu rồi nhé, đang vào cái vùng rất là xấu. Hôm nay dòng tiền ra mạnh ở cổ phiếu HNG, nhưng vì cái con này tôi lấy ví dụ là để nó đang xấu rồi nên là không may không 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 phải gọi là PR được đúng không? Không lấy cái cổ phiếu nào ra nói thì các bạn lại không may các bạn tưởng nhầm PR cổ phiếu, các bạn phi và các bạn mua thì nó lằng nhằng. Thứ nhất nhé, là các bạn hình dung ra này, những cái phiên giảm sâu ấy thì một hai phiên tới, ví dụ như con này nó đang không lên, nó chỉ lình xình đây thôi, nhưng mà nó dập xuống một cái ấy, thì sẽ bị bán tháo ra mạnh và nó dập xuống mạnh, sau đó thì lại bị đẩy lên, đẩy giá lên nhá, giá lên, và mấy phiên sau thì lại bị dập tiếp. Đấy đấy là những cái mà các bạn chú ý là làm sao chúng ta, nếu như mà những cổ phiếu mà chúng ta
đánh giá được tình hình, đánh giá được tất cả các cái thông tin của nó rồi ấy, thì một là chúng ta có thể chốt bớt lời, hai là chúng ta có thể cắt lỗ. Đấy, cắt lỗ ở cái điểm đẹp nhá, ở điểm đẹp đấy nó rình lên cái chúng ta cắt, và giúp nó dập xuống ấy thì chúng ta có thể mua bớt lại, xong hôm sau nó rình lên thì chúng ta lại cắt đấy nhá. Tuy nhiên là chúng ta không biết được là cổ phiếu nào sẽ bị như thế đấy, nhưng đấy, nếu như có cái phiên điều chỉnh mà chắc chắn là sẽ có điều chỉnh ở trong một hai phiên tới, chứ nó không xanh thẳng tưng lên như này đâu nhá. Đấy, các bạn cứ xem tất cả các cái giai đoạn của thị trường thì đều thế, thì tôi đã làm cái khảo sát rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, có nhiều bạn thì cũng xem như thế này đấy, nhưng mà những cái tình tiết như thế thì các bạn thường các bạn không để ý nhá. Hoặc là lúc nó đang lao xuống này, kiểu gì nó cũng có vài cây xanh, để những cái cây xanh này, những cây chúng ta có thể ra hàng được, chúng ta thoát được để chúng ta bớt lỗ nhá. Đấy, kiểu như thế, nhưng chúng ta không để ý đến. Đấy, chúng ta không để ý đến và nó cứ lập đi lập lại thế thôi, nó cứ lập đi, thị trường chứng khoán nó cứ lập đi lập lại thôi. Thì trong một vài phiên tới chắc chắn là sẽ đấy, sẽ có điều chỉnh. Đấy nhá. Còn tôi vẫn đánh giá là nó sẽ bò được lên tới cái đỉnh này, nó có thể không lên mạnh mẽ như hôm nay. Cây hôm nay là cây mạnh này, cây hôm nay tăng 18,22 điểm là mạnh chứ không phải là yếu đâu nhá. Mạnh, nhưng nó sẽ bò lên khoảng trên này. Đấy, có thể là nó cũng xanh một hai phiên nữa bởi vì cây hôm nay mạnh, nhưng không biết, chúng ta đều không biết được. Đấy, ý của tôi là các bạn phải có kịch bản. Nếu như mà nó xanh tiếp thì làm gì, còn nó bị dọc xuống ấy thì mình làm gì, là mình phải xây dựng kịch bản ứng phó nha. Giống như sóng thần ấy, chúng ta không có kịch bản ứng phó ấy thì sẽ thiệt hại rất là lớn. Còn nếu như có kịch bản ứng phó rồi, kể cả sóng thần nó không phải là cái tín hiệu nó giả ấy, thì không sao cả, chúng ta không thiệt hại gì cả, thiệt hại một ít thôi, đúng không? Chúng ta bị sơ tán rồi, nhà máy không hoạt động được vân vân, thì nó chỉ mất một ít đấy thôi. Xong rồi chúng ta khi mà nó hết cái tín hiệu đấy thì chúng ta quay trở lại sản xuất thì chúng ta lại trở lại bình thường. Nhưng những cái báo giả đấy mà chúng ta không chạy ấy, thì đến lúc mà nó bị báo thật ấy là chúng ta không chạy kịp. Đấy, thì cái kiểu thị trường nó cũng thế nhá. Thì giống hệt như cái sóng thần, nếu như chúng ta mà, hoặc động đất, chúng ta mà không coi trọng những cái tín hiệu nhỏ đấy, chúng ta cứ phớt lờ đi thì rất là nguy hiểm khi mà nó xảy ra cái sự kiện gì đó đột ngột đến là chúng ta không trở tay kịp nhá. Đấy. Đấy, mặc dù là cái tình hình dịch ấy, là nó có nhiều cái thông tin trái chiều ở trên internet, tuy nhiên ấy là gần như thị trường chứng khoán giai đoạn này là miễn dịch với thông tin về Covid, nên là các cái thông tin về Covid gần như là không có tác động nhiều nha. Gần như là không có tác động. Đấy, cả cái giai đoạn này đấy, tôi đánh giá nó tăng, tôi vẫn để ý cái tình hình dịch bệnh như thế nào, đúng không? Và các bạn có thể kiểm tra ở trong cái đây, cái trang này này. Cái trang này nhá. Đây này, coronavirus. Đấy, thì vào trong này thì nó có các cái thông tin ở đây nhá. Thì thông tin ở đây thì chúng ta có thể không cần kiểm tra, chúng ta kiểm tra thông tin đây này. Đấy, thì nó có xếp hạng theo đấy, các cái nước đấy, số ca nhiễm rồi vân vân, tổng số ca nhá. Đây, ví dụ như số ca nhiễm mới này. Đấy, thì Nga là lên số 1 này, Thái Lan số 2 này, đấy, Kazakhstan này, rồi Mexico này, vân vân. Việt Nam thì lên số 7 nhá. Và hiện tại Việt Nam bây giờ là mỗi ngày là khoảng 3.500 ca. Hiện tại chả biết đây xếp theo ngày hay là tại cái thời điểm này đấy là 3.500 ca nhá. Và tuy nhiên đấy là cái chỉ số này nó lên xuống thất thường, đúng không? Nó thay đổi theo ngày nhá. Đấy, nó bùng, nó thay đổi theo ngày, nên là các bạn cũng không nên quan ngại lắm về những cái chỉ số này. Và gần như chúng ta bị thị trường của chúng ta nó miễn dịch hết với những cái thông số này rồi. Ở trong này thì không phải đo mình cái đấy đâu, mà nó đo rất nhiều thứ nhá. Đo về ô nhiễm môi trường, rồi đo về đấy này, và chỉ số này là chạy theo giờ, theo phút ấy. Đấy, phút hay giây gì đấy tôi cũng không biết, nhưng mà đấy là ở trong này có rất nhiều chỉ số các bạn có thể xem được nhá. Đấy, rất nhiều chỉ số, và tôi thấy nó cũng rất nhiều chỉ số hay đấy nhá. Đấy,
Tôi thấy cái trang web này khá là hay, tuy nhiên là khá nhiều cái quảng cáo mà nó cứ làm khó chịu nên lâu lâu rồi mới bật thôi. Đấy. À, quay lại cái chỉ số VN30 thì chúng ta thấy là VN30 hôm nay tăng mạnh mẽ, và mạnh mẽ nhất là con VIC. Con VIC tôi đã cập nhật với các bạn từ lúc sáng rồi. Đấy, mạnh mẽ nhất là con VIC. VIC hôm nay tí nữa thì trần nhá, gần trần, tăng 6,5%. Tiếp theo đó là VRE. VRE cũng tăng mạnh nhá. VRE tôi thử xem nào. VRE. Đấy, VRE cũng tăng mạnh, hôm nay là sẽ có điểm mua này, và hôm trước thì như tôi cũng cho các bạn điểm mua rồi đấy nhá. VRE này. Đấy, hôm nay xuất hiện điểm mua này, điểm mua mới ngày hôm nay này. Rất đẹp nhá. Đấy. Rất đẹp. Thì cái giai đoạn này này, nếu như thị trường bùng lên mạnh mẽ ấy, thì các điểm mua lại có thể vào được. Đấy, chúng ta lại có thể sử dụng các điểm mua để vào hàng được. Đấy, các cổ phiếu ngân hàng quay đầu này, nên đấy, tăng giá, nên là chỉ số nó được đẩy mạnh là vì lý do chính là các cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh mẽ nhé. Đấy, bởi vì cổ phiếu ngân hàng nó chiếm tỷ trọng lớn lắm, chiếm tỷ trọng rất là lớn ở trong cái danh mục đầu tư, trong cái chỉ số VN Index, nên nếu như các cổ phiếu ngân hàng mà tăng giá mạnh thì nó sẽ tăng mạnh, thị trường nó sẽ tăng mạnh. Nó cũng không cần phải là tăng rất là nhiều lên đâu, nhưng mà nó chỉ tăng loanh quanh 1% thôi là cũng là rất là mạnh rồi, nó đẩy cái chỉ số lên rất là nhiều nhá. Hôm nay dòng chứng khoán có vẻ là tăng mạnh này, dòng chứng khoán đang nói là nó sẽ quay lại dẫn dắt thị trường đấy nhá. Thì chúng ta chạy xem là tiền đang ở đâu. Đấy, chúng ta chạy cái chương trình thứ nhất này là các cái cổ phiếu tăng mạnh, thì hôm nay chắc là có nhiều cổ phiếu tăng mạnh rồi. Đấy, 30 tủ cổ phiếu tăng mạnh nhá. Tăng mạnh đây là tăng rất là mạnh đấy, phải trên 5% nhá. Trên 5% đấy. Tăng rất là mạnh. Đấy. Đầu tiên này, DVKG. DVKG nhá, thế giới số đấy. VIC này. VIC nhá. Cái này là xếp theo giá này, nó thế, xếp theo ví dụ giá trị giao dịch. Thì con VND hôm nay là giao dịch nhiều nhất. Con VND nhá, hôm nay là đấy, đang có tín hiệu chuẩn bị break đấy. Tuy nhiên là cũng phải rất là cảnh giác, chúng ta nên vào một ít rồi, đừng có tất tay nhá. Đừng có tất tay, lý do là cái giai đoạn này, nếu như các bạn vào ở cái điểm mua này thì không nói làm gì rồi. Các bạn vào ở điểm mua này thì các bạn tăng tỷ trọng cũng không sao cả. Nhưng ở cái giai đoạn này ấy, là thị trường nó đang neo cao, chúng ta vẫn không đánh giá được là cái mức độ mạnh của dòng tiền nó như thế nào. Thì chúng ta vẫn giao dịch thôi. Nhưng đấy, những bạn mà đã mua từ rất là thấp rồi thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ bắt đầu mở vị thế ngày hôm nay ấy, thì không nên tất tay nhá. Mua, ví dụ như các bạn có khả năng mua 100.000 VND thì các bạn chỉ mua khoảng 20.000 thôi. 20.000 thôi nhá. Đấy, khoảng 20%. 20% năng lực, đúng không? Đấy. Và cái điểm mua này là điểm mua rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên ấy, như tôi nói là cái điểm này nó rất là dễ bị xả hàng. Còn cái mô hình của con này nó đang đẹp đấy, nó nhìn như này nó đang đẹp. Tuy nhiên ấy, là chúng ta phải đánh giá tùy vào cái giai đoạn của thị trường mà chúng ta đánh giá nhá. Đấy. Tôi cũng nói luôn những cái cổ phiếu mấu chốt để các bạn có thể theo dõi được. Các bạn theo dõi kênh thì các bạn có thông tin thì các bạn có thể mua bán. VIC thì đấy, thông tin lúc sáng tôi nói đấy. Hôm nay là khối lượng giao dịch rất là mạnh. Đấy, thì thông tin lúc sáng tôi đã nói rồi. Cái chính là vẫn là nó có cái thông tin rất là tích cực. Thông tin rất là tích cực là sản xuất vaccine đấy, Pfizer đấy, đúng không? Đấy là thông tin rất tích cực. Và tất cả các cổ phiếu khác, ví dụ như cái con VIX đấy, nó muốn có đột biến ấy thì nó phải có cái thông tin sốc dạng như thế đấy, thì nó sẽ đẩy được mạnh lên nhá. Hoặc là HNG cũng thế. HNG đấy, nếu như có một thông tin sốc như thế thì cái đội ở trên này người ta sẽ dừng bán.
Còn nếu không ấy, ngày mai giảm nữa ấy, thì cái cây này này, cái hàng ở cái cây này nó vác ra bán. Còn chưa nói là những cái cây ở trên này nó rất là nhiều hàng. Đấy. Cái cây riêng cái cây này là nó khoảng gần 40 40 hơn 40 này, tôi nhìn này. Đấy, 41,6 triệu cổ phiếu người ta sẽ vác ra người ta bán. Các bạn hình dung ra thế. Và nó sẽ dập rất là mạnh, dập xuống rất là mạnh nha. Và đấy, tất cả những đồng chí bắt đáy đây đều chết hết. Chết hết vì không đánh giá được đúng tình hình của nó, nên là cứ bắt đáy là bắt đáy. Bởi vì sao? Cái cây này là cây tay to, người ta vác hàng cho người ta bán. Tay to là những cái đồng chí mà người ta cầm tối thiểu 1 triệu cổ phiếu, người ta cầm cho người ta bán. Các bạn hình dung cho các bạn tính mua được mấy trăm nghìn cổ phiếu ăn thua gì, đúng không? Đấy, hoặc là người ta còn cầm cả mấy chục triệu cổ phiếu. Ví dụ ông Đoàn Nguyên Đức, ông vác cả mấy chục triệu cổ phiếu ra ông bán thì đỡ làm sao. Đấy, nên phải đánh giá được tình hình nhá. Ngày xưa ấy, cái giai đoạn trước, cái giai đoạn từ 2017, 2015 trở về trước ấy, thì chúng ta không có nhiều công cụ như bây giờ đâu. Nên là thường ấy, nhỏ lẻ là không đánh giá được tình hình, là phần lớn nhỏ lẻ là không kiếm ăn được. Nhưng từ cái giai đoạn sau này, chúng ta có rất nhiều công cụ và rất nhiều, tôi thấy rất nhiều người, đấy, rất nhiều bạn là chịu khó học, đọc các kiến thức và tự đánh giá được tình hình, nên người ta xây dựng được các cái bộ chuẩn cho người ta rồi ấy, thì lúc bấy giờ cái tình hình giao dịch của người ta nó thuận lợi hơn, và vẫn mất tiền, nhưng mà có nghĩa là người ta vẫn kiếm được tiền, và cái mất thì ít hơn, ít đi nhiều nhá, ít đi nhiều. Đấy, người ta ma lanh hơn, người ta, đấy, cái trình độ giao dịch là nó nâng lên một cái tầm cao mới, nên ấy, cái việc kiếm ăn lại cũng khó hơn đấy. Nên cái việc kiếm ăn lại cũng khó hơn, lại phải cần những cái kỹ năng siêu việt hơn ngày xưa. Đấy, ngày xưa nhiều khi là cứ aloso nhảy vào mua bán cho người thắng. Thắng thì tưởng mình là tài năng, đến lúc bán nhà bán cửa vác múc thì bắt đầu là chết nha. Đấy, nó có nhiều cái thứ nó vận động, và chúng ta phải luôn luôn là phải học tập không ngừng, đúng không? Phải cập nhật. Tiếp theo này, CKG thì hôm nay có điểm mua và cũng là điểm break luôn nha. Đấy, cũng break rất là đẹp. Đấy. Tuy nhiên ấy, là tôi vẫn nói cho các bạn là chúng ta không cực đoan là theo kiểu là sợ bán hết cầm tiền ở ngoài chả giải quyết được cái gì. Chúng ta giữ một cái lượng tiền lớn và chúng ta vẫn giao dịch, vẫn kiếm được, đúng không? Đấy, cứ ví dụ như chúng ta có khoảng 10 tỷ chẳng hạn, chúng ta giao dịch 2 tỷ thì cái giai đoạn vừa rồi 18% nhà kiếm được mấy trăm triệu rồi. Ví dụ thế, 3-4 triệu. Tiếp theo này, NVB thì vẫn tăng sốc nhá, vẫn tăng mạnh. Đấy, từ cái phiên cho mua này, từ cái phiên mua vẫn tăng rất là mạnh. SZC, TBD thì những cái cổ phiếu này nó nhỏ quá, nên là các bạn mua là phải đánh giá kỹ nhá. DPG thì hôm nay cũng là một phiên mạnh, tăng mạnh đấy, và đấy, khối lượng giao dịch lớn ở những cái phiên này này, thì cái cây này nhá, cây này thông thường ấy là cái cây xả hàng nhỏ lẻ, thường là bù vào mua thông thường đó. Còn nếu như mà những người mà người ta tinh quái ấy, thì người ta sẽ không mua nhiều ở cây này, người ta mua từ dưới này rồi, và ở cây này này người ta canh, người ta sẽ bán bớt cái cây này. Khi khối lượng ra một cục như này, giá đẩy cao cũng không hẳn là mua đẹp đâu nhá, không hẳn mua đẹp. Nhưng ở giai đoạn mà thị trường tốt ấy thì nó sẽ đẩy mạnh, cây này nó vẫn tăng được nha. Đấy, và tôi cũng rất hy vọng là đấy, là nó sẽ tăng mạnh lên nữa, nó mạnh lên đấy, nhưng mà nó phải lên được cái tầm gọi là 1.800 ấy thì nó mới gọi là mạnh. Còn cái này từ đây này lên đến 1.500 mà ồ ạt lao tiền vào ấy là vẫn chết nhiều. Từ đây đến đấy thực ra nó chỉ có vài bước nhảy thôi, cái cổ phiếu ngân hàng nó dập xuống xong nhau lên vài phát là nó lên thôi nhá. Đấy, nên chúng ta phải để ý cái điều đấy. Tiếp theo này, DPG rồi đúng không? DGV kép, công ty cổ phần thế giới số nhá. Đấy, tăng rồi. PLC này, PLC tăng mạnh không? VCV kép, AGR, tại sao đây lại lỗi nhá?
AGR thì cứ kiểm tra trong bên này. AGR. Đấy, nó là tăng này nhá. Nó là cây tăng, nhưng cái dữ liệu của cái F-Data nó lỗi, nên ở đây nó vẽ lỗi nhá. Cái này là do dữ liệu của F-Data thôi nhá, còn cây này là cây tăng. Đấy. Nhá. Cái tín hiệu này ấy, thì vẽ thế này ấy, không phải lỗi chương trình đâu. Lý do này, nếu mà so với cây trước ấy, thì cái cây này vẫn là màu xanh, còn nếu mà do giá ấy, thì nó phải là màu xanh là đúng rồi, bởi vì là đấy là cái giá đóng cửa nó lớn hơn giá mở mở cửa thì nó sẽ là màu xanh nhá. Nhưng đây là do cái dữ liệu nó không cập nhật được cái cổ phiếu này nên nó ra cái tín hiệu sai. FTS này, FTS thì cái mua từ đây nhé. Đấy, bạn nào mà mua từ cây này thì đang lãi. TSC thì nói từ sáng rồi, nó cũng tăng trần. AMD hôm nay có phiên mua. TCL, đấy, TCL thì phiên mua tôi cho các bạn thì trong này nhé. Và nó vẫn đang tăng rất là mạnh. Và chúng ta không mua được hết tất cả các cổ phiếu đâu, chúng ta phải mất thời gian chúng ta ngồi chúng ta đánh giá nhé. KLF đấy có điểm mua đấy, không biết có bạn nào mua không, nhưng tôi cho các bạn điểm mua từ lúc sáng nhé. DTD thì đấy, hôm nay nó tăng mạnh này. Cái cổ phiếu này là cổ phiếu đất, cổ phiếu đất đấy, điểm mua thì từ đây đấy, hôm nay tăng mạnh nha. Nhưng mà nó giao dịch khối lượng bé nên các bạn cũng phải cảnh giác. DAH thì cũng thế. ABS, HAI thì mua từ hôm qua. ILB, rồi PHP. Đấy, PHP đang tăng này. Và VNA cũng đang tăng mạnh. VOS cũng đang tăng tăng rất là mạnh đúng không? VOS hôm nay cũng tăng trần luôn. Đấy. Cổ phiếu này đúng là tin vào nó đánh đúng không? Mà tôi cho cây mua từ đây rồi nhá. BIC, DXP và PTL. PTL kinh không? Đấy, thì cây mua tôi cho các bạn từ đây nhá. Và nó cứ thế nó tăng thôi. Đấy, nó cứ thế nó tăng và không có điểm dừng. Nó cứ tăng giao dịch càng ngày càng nhiều đúng không? Đấy. Đấy, nhiều khi những cái cây này này không cần phải tìm thông tin làm cái gì mà chúng ta mua theo kiểu kiểu đánh bạc ấy. Ví dụ như các bạn đặt cược 50 triệu chẳng hạn, mua ở đây xong rồi nếu mà nó cứ tăng, nó không bị đỏ gì cả, nó cứ tăng ấy thì cứ kệ nó. Đấy. Đấy, thì kiếm thêm được 50 triệu rất là dễ dàng. Còn nếu như mà đọc thông tin ấy thì những cái công ty này chắc không mua được đâu. Tôi khẳng định luôn, những công ty này khối lượng giao dịch nhỏ tí này, giá thấp này là những công ty gọi là rất là căng thẳng nhá. Đấy, và C47 hôm nay có điểm mua này. Và VHE thì hôm nay cũng là tăng mạnh nhá. Đấy, thì cái cách của tôi cũng hay làm đấy là như thế này nhá. Nói chung là các bạn chỉ đặt một khoản nhỏ thôi. Tôi đặt 50 triệu bởi vì nó là một phần nhỏ. Tôi coi 50 triệu là phần nhỏ, còn tùy các bạn cái mức của các bạn. Ví dụ các bạn chỉ có 100 triệu thôi chẳng hạn thì cái bạn chỉ đặt khoảng 5 triệu ở đây thôi. 5 triệu, mua 5 triệu xong quên nó đi, coi như mình đánh bạc. Đấy, kiểu kiểu thế. Nha. Thì nếu như mà nó cứ xanh ấy, thì cứ kệ nó leo 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 lên đây. Đấy. Còn nếu mà nó đỏ một cái ấy, thì đừng tiếc, bán luôn. Đỏ nhá. Mình mua ở đây thì ở cây này là chưa về đâu, cây này đến cây này về mà nó bị đỏ phát là bán luôn, không tiếc. Ví dụ tôi nói với các bạn tôi có mua cái con HVG. Đấy, tôi đánh bạc, tôi đánh 50 triệu. Tôi mua, tôi chả nhớ tôi mua cái khúc nào. Đấy, cái hôm mà nó có cái tín hiệu mua chỗ nào đấy. Đây này, cây này này, tôi mua cây này nhá. Thì hôm hôm này hôm tôi bán luôn, bởi vì là cây mua của nó là cây này này, nhưng vì ba cái cây này là ba cây mua liên tiếp. À, cây cây này thì không phải cây mua. Cây này cây mua xong đến cây này là cây cây liên tiếp nên là nó chuyển cái tín hiệu mua từ bên này sang bên này nhá. Đấy,
Thì khi mà tôi mua ở đây này, đấy, nó lên, nhưng mà khi nó đỏ một cái thì tôi bán luôn, tôi chả nhớ tôi bán chỗ nào đấy, bởi vì mình xác định là mình mua theo kiểu đánh bạc mà, nên là nó đỏ cái bán luôn. Còn nếu mà không bán ấy thì nó sẽ gây ra một cái rất là rủi ro là nó lao xuống là không bán được đâu nha. Đấy, nhưng nếu mà nó cứ xanh ấy thì kệ nó. C47 rồi, và cuối cùng là VHE nhé. Thì ngày hôm nay là có 30 cổ phiếu là tăng rất là mạnh. Trong 3 cổ phiếu 10 cổ phiếu này thì nhóm chứng khoán này, rồi cũng có nhiều loại cổ phiếu nhé, nhiều loại cổ phiếu. Nhưng chúng ta đánh giá cho em là dòng tiền đang vào đâu. Đấy, dòng tiền đang vào đâu. Chắc chắn là hôm nay sẽ có nhiều cổ phiếu có dòng tiền rồi. Nó không như phiên hôm trước. Không như hôm trước. Đấy, hôm nay là xác nhận là thị trường quay quay đầu tăng này. Đấy nha. Tuy nhiên ấy, là nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có điều chỉnh rồi. Đấy, dòng tiền vào rất nhiều cổ phiếu. Đầu tiên là con VIC này. VIC. Đây, tôi chuyển sang bên VIC nhé. Đấy, dòng tiền mạnh mẽ này. NVB này. NVB nhá. À, tôi nhầm với sao ấy nhỉ? À, sao lúc nãy là 30 cổ phiếu mà bây giờ lại còn có 23 cổ phiếu à? Đây, tôi bấm nhầm rồi. Chắc lúc nãy tôi ấn vào cái trên này. Đây, dòng tiền đây. Tôi nhầm. Đây nhá. Dòng tiền vào mạnh là hôm nay có 10 cổ phiếu thôi. Và phần lớn là nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, ROT và FLC cũng có dòng tiền này. Đấy, ngân hàng và chứng khoán, thép. Đó, chúng ta lần lượt này. 10 cổ phiếu nhá. STB. STB. FLC. FLC tiền vào nhưng không đẩy được giá. Có dòng tiền nhưng không đẩy được giá như thế này là rất nguy hiểm, là nó nhiều khả năng nó tụt xuống đấy, nhiều khả năng thôi. Nhưng mà FLC này nó luôn luôn có đỡ giá nên là cũng không không lo lắm, đúng không? Cùng có nghĩa là nó khó lên thôi, nó khó lên thôi. Nó khó lên thôi. Có thể nó lại dập phát xuống dưới 10, giá 10 này cái xong nó lại lên, không biết được. CTG, CTG hôm nay có dòng tiền vào mạnh thì không biết có đẩy được lên không. SSI này, SSI rất là mạnh nhá. HNG, HNG thì là tiền ra chứ không phải tiền vào nhá. HPG. Đấy, HPG. ROT. ROT thì hôm nay cũng là phiên mua này. Đấy, hôm nay cũng là cây mua nhá. Techcombank. HSG. MBB. Đấy, MBB. Đấy, nhưng mà tôi với phân tích với các bạn ấy là tuy là nó là cây mua nhé, nhưng không phải là cứ cây mua là mình mua đâu nhá. Mình phải đánh giá nhiều cái thông tin khác, như giống như HNG này chẳng hạn này. Thì cái cây này này nó chắc chắn phải là cây mua rồi, đúng không? Cây này này nhiều bạn sẽ coi nó là cây mua, hoặc là cây này này nó là cây mua nhưng mà tôi vẫn không mua, hoặc là cây này này nó là cây mua nhé. Cây này thì chắc chắn là cây mua, cây này thì có thể là theo theo nhiều đấy, nếu mà nhiều cái phương pháp kỹ thuật khác thì chúng ta có thể loại cây này không mua, nhưng mà cái cây này này nó thỏa mãn rất nhiều yếu tố để làm cây mua này. Đấy, một là RSI đã vượt 60 rồi này. Đấy, vân vân. Tín hiệu MACD cũng đẹp này, khối lượng tăng vọt gấp mấy lần này. Đấy, giá đẩy mạnh này, đấy thì nó là cây mua nhá, nhưng tôi không mua ở đây. Đấy, chúng ta phải đánh giá được. Chúng ta phải đánh giá được thêm các cái khác chứ không lại lại nhắn tin với em thấy trên hệ thống của anh có cây mua, em mua vào xong rồi em mua xong rồi nó bị lỗ. Đấy, thì chúng ta phải đánh giá được tình hình như thế nhá. Còn kể cả là các bạn có đánh giá được rồi thì mua nó vẫn bị lỗ, nhưng chúng ta phải cắt lỗ. Chúng ta đánh giá sai mà chúng ta biết nó sai thì chúng ta phải cắt lỗ thôi nhá. Và tôi vẫn thường xuyên tôi phải cắt lỗ. Nếu như các bạn xem các cái lịch sử giao dịch của tôi trước đây, tôi có up có mấy clip tôi up lịch sử giao dịch đấy, thì tôi cắt lỗ và có nhiều cổ phiếu tôi lỗ nhiều mấy chục triệu nhá. Đấy, thì dòng tiền nó vẫn ở trong các cổ phiếu ngân hàng là chính,
sau đó đến cổ phiếu chứng khoán nhá. Dòng FLC và ROT thì đương nhiên rồi, nó luôn luôn có tiền vào ra nhiều nhá. Và cổ phiếu thép thì đại diện hai cổ phiếu thép là HSG và HPG. Đấy, thì trong cái giai đoạn vừa rồi giá thép nó cũng tăng khá là nóng rồi, nên cái cổ phiếu thép ấy thì nói là tốt nhưng ấy, các bạn đừng có đu nhá, nhảy vào đu đỉnh là đấy, đợi nó điều chỉnh nó về cái vị trí đẹp. Đấy, ví dụ như con SMC này chẳng hạn nhá, thì SMC tôi tưởng là giá nó xanh mà nhỉ, SMC nhá, đấy SMC xanh mà ở bên này nó chưa cập nhật, để tôi bật lại nó cập nhật thử này. Đấy, nó chưa cập nhật nhá. Đấy thì cái SMC này nó xanh chẳng hạn, nhưng mà mua cái phiên hôm nay này thì 50-50, không ai mua cái phiên hôm nay cả nhá. Chúng ta mua ở cái phiên dưới này này. Đấy. Phiên dưới này này, khi mà nó chưa vượt đỉnh vân vân. Đấy thì chúng ta mua cái phiên hôm nay ấy thì 50-50, có nghĩa là 50 tỷ lệ 50% là tăng, 50% là giảm nhá, bởi vì nó đang đi vào cái vùng quá mua rồi. Đấy, vùng quá mua là số lượng người ta mua nhiều ấy, là đến cái vùng đấy là người ta sẽ chốt bớt. Tuy nhiên ấy là ở cái vùng này này mà cái lực tiền vào vẫn mạnh ấy, thì nó sẽ vẫn tăng mạnh nhá, nó không bị bán bớt đâu, chứ không phải là cứ vào quá mua rồi chúng ta bán. Đấy, đấy là các cái cổ phiếu mà tôi chạy lại một tí nhé, lúc nãy chưa cập nhật đấy, chưa cập nhật được nên cái giá của nó có thể khác đấy. Đấy, bây giờ mới cập nhật này, HPG nhá, STB này, xanh, FLC này, FLC hơi xanh nhẹ nhá. Techcombank thì hôm nay cho điểm mua của Techcombank này, CTG này, MBB này, VND này, SSI này, HSG này, BSR, HNG, HNG hôm nay giảm sâu, ROT hôm nay có cây mua này, BVS này và SHB. Đấy, có nghĩa là hôm nay có 14 cổ phiếu mà có dòng tiền mạnh. Đấy nhá, tôi sật lại cái kia cho các bạn để các bạn cái này từ cái lúc mà sử dụng cái phần mềm FData này này, nó cập nhật nó như thế nào. Đây nó lại có, bây giờ chỉ có 18 cổ phiếu tăng mạnh thôi nhá, nó cập nhật nó cứ hay bị lỗi, nó hay bị tắc nghẽn giữa đường. VIC này, TBD này, VCV kép này, SJC này, TCL, NVB, VHP, VNA, CKG, DXP, TSC, DAH, PTL. Đấy, PTL tăng rất là khủng nhá. PTL này đúng là đặt cược là ăn luôn. VOS này cũng thế này. VOS này nếu mà liều cứ đặt chỗ này chắc là nó còn tăng nữa, nhưng mà không khuyến cáo đâu nhá. VHE này, AMD, KLF và cuối cùng là HAI. Đấy, 18 cổ phiếu tăng mạnh nhá. Đấy, và cuối cùng để lựa chọn các cái cổ phiếu để giao dịch ấy, thì các bạn hãy cẩn thận đọc các cái thông tin và cố gắng tìm hiểu cái báo cáo tài chính, tìm hiểu về các thông tin của công ty trước khi quyết định. Đấy, và chúc các bạn lựa chọn được những cổ phiếu tốt, giao dịch thành công để kiếm được nhiều lợi nhuận.